Hôm qua, các thành viên gia đình của chúng ta đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Hôm nay, hoạt động tiếp theo sẽ là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị khán giả! Ngày hôm nay trở lại với chương trình Gia đình vui vẻ, chúng ta sẽ đến với một ứng dụng rất thú vị và hữu ích. Đó là chúng ta sẽ trang trí trên những vật dụng, đồ dùng bằng thủy tinh với sự chia sẻ và hướng dẫn những phương pháp đơn giản dễ làm của bạn Nguyên Tài, khách mời trong chương trình hôm nay. Chào bạn! Chào anh Mạnh Tùng và hai anh chị và các bé. Chào khán giả. Và chúng ta sẽ cùng thực hành với các thành viên gia đình anh Sang và chị Tuyền. Hai bé ngày hôm qua đã vẽ được những bức tranh ở trên tấm gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cao trình độ lên một chút nữa bằng cách là vẽ trên những cái chai lọ bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa trong. Đó. Ở đây xin mời gia đình mình và quý vị khán giả xem qua một vài món đồ đã được trang trí rất khéo léo, bắt mắt của bạn Nguyên Tài. Chị Tuyền nghĩ sao về những món đồ được trang trí như vậy? Em nhìn thấy rất là độc đáo và lạ mắt, chưa bao giờ em được nhìn thấy những cái hình vẽ mà được lên cái lọ thủy tinh như vậy. Ở nhà ấy, là anh có hay dùng những món đồ thủy tinh không ạ? Dạ có. Vậy là tiện quá rồi. Hôm nay hai bé sẽ cố gắng mình học cách để mình trang trí về tận dụng luôn đồ của ba. Ở nhà thì chúng ta có những cái vật liệu bằng thủy tinh, nhưng mà để cho các bé có thể vẽ được thì chúng ta nên thử trước bằng cách sử dụng những cái lọ bằng ly nhựa trong cũng được, và sử dụng bằng màu acrylic. Anh cho mọi thấy thủy tinh mình vẽ màu khác hay sao? Dạ, những cái bình thủy tinh sẽ được vẽ bằng một loại màu khác, đó là màu Pebble Vitrile như này. Màu này có gút dầu. Lần trước mình có vẽ màu acrylic lên cái tấm gỗ, thì bây giờ mình có thể vẽ lên thủy tinh được không anh? Màu acrylic có thể vẽ lên thủy tinh được, nhưng mà nó sẽ không bám tốt bằng những cái màu như này. Màu kia khi mình sử dụng nhiều á, va vào nước hoặc là dễ bị tróc ra, còn màu nó sẽ bám tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thử vẽ trên một đồ dùng nào đấy. Đầu tiên bé Út còn thích chú Tài vẽ trên loại gì để chú Tài biểu diễn cho con xem. Tài vẽ cái bàn này cho con đi. Rồi, ok, chú có thể vẽ cái này. Bé Lâm là ngắm từ đầu chương trình đấy. Tức là ngắm cái bình này từ đầu chương trình đấy. Bây giờ chỉ mong được mở lời ra đấy. Đây, mời chú Tài. Để có thể vẽ được lên những cái bình thủy tinh như này, mình cần chuẩn bị như là những cái hình mẫu như này và hình chùm nho như này, ở sẽ dạng nó đi sẽ đi nét viền như vậy. Hôm nay thì Tài sẽ thực hiện vẽ hình một chú cá chép koi lên bình. Trước tiên mình sẽ chọn những cái hình phù hợp, mình cố định cái hình vào bên trong, cuốn tròn lại. Hình nó sẽ nằm như vậy. Đấy. Và mình sẽ sử dụng một cái loại màu để đi đường viền bên ngoài. Ở đây có màu đen, màu bạc và màu gold là ba loại màu cơ bản. Đây Tài sẽ sử dụng màu đen nha. Chú Tài ơi, con dễ thấy vậy, chú Tài cho con nhiều quá cho con. Được. À đây. Rồi đấy. Cho mình đổi chỗ. Chú Tài sang đây. Dạ. Tính ra mình đánh viền như vậy, lát nữa tô là nó đỡ lem đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ chặn cái màu lại. Đây, bước thứ hai đã xong, mình đã đi dầm hoàn thiện. Sau khi mình đi dầm xong, mình phải chờ nó khoảng từ 3 tới 4 phút. Mình sẽ sử dụng màu này để vẽ lên những cái phần còn trống trên này. Đây, mình sẽ chọn màu sáng trước, vẽ vào trục thân chính của con cá koi. Đây. Vậy là mình có thể đợi một lớp trước khô, xong mình thêm một lớp sau để tăng sắc độ. Xong. Chú ơi, cho con vẽ liền cái này, con vẽ được hả chú? Rồi ok, bắt đầu luôn. Tính ra là môn này có khi còn dễ hơn hôm qua nhỉ, bởi vì mình chỉ in thôi.
là mình tô. Thì bây giờ chú Tài đã chuẩn bị hai cái bình rất xinh xắn rồi. Cái này mình mang về mình xài luôn. Quan trọng là con và anh sẽ chọn mẫu nào đây. Rồi, chú Tài là có bao nhiêu mẫu vậy? Có 3 mẫu cho hai bé chọn. Nhường bé gái tiếp nha con. Dạ con chào hoa hồng mà. Ok luôn. Vậy là mẹ và bé Út sẽ làm hoa hồng. Còn ba và anh hai là chọn mẫu nào đây? Ở đây chúng ta vẫn còn một mẫu hoa hồng này, mẫu cá và mẫu chùm nho. Đấy, mẫu cá vừa nãy. Đấy rồi. Còn thích mẫu nào? Mẫu cá. Đúng rồi. Chắc vẻ đẹp hơn chú luôn quá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có 30 phút để thử vẽ lên những cái chai mình mang về mình dùng, xem là sau sự chia sẻ của chúng ta ấy, sản phẩm trông thế nào nhá. Đây, chúng mời con. Đây, sẽ chọn những màu này. Màu đen, rồi màu vàng, rồi màu bạc. Rồi. Rồi, 3, 2, 1, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua tác phẩm của hai đội. Quý vị khán giả thấy sao ạ? Đây là của đội bé Út và mẹ này. Hoa hồng rất đẹp. Ồ hay ha. Chỉ với là màu đỏ mà mình ra được những cái đường nét và sắc độ. Hay ha. Cái này là vô tình hay là hữu ý vậy chị? Vô tình ạ. À vô tình ạ. Tuyệt vời. Rồi, con trai. Vàng là vàng chóe luôn đấy hả? Cho chú hỏi là cái phần phối màu này là của con hay là của ba? Đúng ba? Dạ. Làm sao mà từ chối được. Bây giờ chắc là nhờ chú Tài xem qua hai cái bình này. Với con mắt chuyên môn thì chú Tài thấy sao? Cũng khá là đẹp, nhưng mà bị sai một chỗ, đó là lúc mình đi diềm á, nó hơi bị dày lên, nó không có độ được mềm mại của chú cá. Với thứ hai là tôi làm cái phần này. Về chiếc bình có hình hoa hồng của bé gái thì đường nét khá là đều, màu sắc ít lem, khá là đẹp, nhìn khá mềm mại, khá là đẹp. Vậy cho nên đội chiến thắng thuộc về bé gái. Rồi, chúc mừng mẹ và bé Út. Và đây là phần thưởng của chương trình Gia đình vui vẻ. Xin chúc mừng. Đây, mời chú Tài trao món quà chiến thắng dành tới đội mẹ và bé Út. Rất là đẹp luôn. Hôm nay là rất cảm ơn các thành viên của gia đình đã tham gia vào chương trình. Và cảm ơn bạn Nguyên Tài rất nhiều. Thì hôm nay là một gợi ý quý vị khán giả có thể tham khảo, để chúng ta cùng với các bé nhà mình tham gia tạo nên những món đồ đẹp, hữu ích và tiện dụng trong gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. PS hiểu rằng 4 trên 5 trẻ em Việt Nam bị sâu răng. Hãy cho trẻ dùng PS lấp đầy các lỗ sâu li ti, đồng thời tạo lớp bảo vệ vượt trội giúp ngừa sâu răng tối đa, để trẻ có thể khôn lớn cùng nụ cười tự tin. PS bảo vệ nụ cười Việt Nam.
Chỉ mới có 4 người Việt Nam được đứng trên nóc nhà thế giới. Wow, mình cũng muốn được như thế. Có những đam mê con luôn muốn theo đuổi. Bệnh vặt dễ ngăn bước chân con. Đi đừng lo, chỉ cần nhờ uống Probi mỗi ngày với hàng tỷ chiến binh lợi khuẩn từ châu Âu, giúp tăng đề kháng, giảm bệnh vặt, cho con học hỏi không ngừng, để vươn mình chinh phục mọi khát khao. Everest, tôi tới đây. Vệ sĩ Probi, đề kháng mạnh mẽ, học hỏi không ngừng.